Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn không, vì sao? Vì tiếng vang phát ra từ hang núi đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Trong các quáng nắng hiện như nước có thật, sự gây tạo nghiệp bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục hoặc đọa bàng sanh hoặc đọa cõi quỷ hoặc sanh trong loài người hoặc sanh trên trời hưởng khổ vui chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong các quáng nắng hiện như nước thầy đều không thật có, chỉ gạt trẻ nhỏ ngu si. Những hiện tượng ấy làm sao có thể gây tạo các nghiệp? Do nghiệp đã tạo nên đọa cõi ác hoặc sanh loài người cõi trời hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Nước trong các quáng nắng có chân thật tu đạo, nương sự tu đạo ấy nên lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn không, vì sao? Vì nước trong quáng nắng đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Sắc tướng hiện ra trong các ánh sáng có thật sự gây tạo nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục hoặc đọa bàng sanh hoặc đọa cõi quỷ hoặc sanh trong loài người hoặc sanh trên trời hưởng khổ vui chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sắc tướng hiện ra trong các ánh sáng đều không thật có, chỉ gạt trẻ nhỏ ngu si. Các sắc tướng ấy làm sao có thể gây tạo các nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa ác thú hoặc sanh loài người cõi trời hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Sắc tướng trong các ánh sáng có thật tu đạo, nương sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chẳng thật. Vì sao vậy? Vì sắc tướng trong các ánh sáng đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Viễn sư hóa làm bốn loại quân hùng mạnh: quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc hóa tạo ra trâu dê, nam nữ và các việc lạ khác rất hiếm có. Các loại voi huyễn hóa đây có thật gây tạo nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa cõi quỷ, hoặc sanh trong loài người, hoặc sanh trên trời hưởng khổ vui chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, voi huyễn, ngựa huyễn đều không thật có, chỉ gạt trẻ nhỏ ngu si. Những loại này làm sao có thể gây tạo các nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa ác thú hoặc sanh trời người hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Các việc huyễn hóa có thật tu đạo, nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chẳng thật. Vì sao vậy? Vì voi huyễn, ngựa huyễn đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Những thân mà kẻ biến hóa ra, hóa thân ấy có thật gây tạo nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa cõi quỷ, hoặc sanh trong loài người, hoặc sanh trên trời hưởng các khổ vui chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các thân biến hóa đều không thật có, làm sao có thể gây tạo các nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa ác thú, hoặc sanh loài người cõi trời hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Hóa thân thật tu đạo, nương sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chẳng thật. Vì sao vậy? Vì các thân biến hóa đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo:
Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vật hiện ra trong thành tầm hương, ảnh ảo, có thật gây tạo nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa cõi quỷ, hoặc sanh trong loài người, hoặc sanh trên trời hưởng các khổ vui chăng? Thiện hiện thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, các vật hiện ra trong thành tầm hương đều không thật có, làm sao có thể gây tạo các nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa ác thú, hoặc sanh loài người cõi trời hưởng các khổ vui. Phật bảo, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vật hiện ra trong thành tầm hương có thật tu đạo, nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm, được thanh tịnh chăng? Thiện hiện thưa rằng, bạch Thế Tôn, chẳng thật. Vì sao vậy? Vì ví các vật hiện ra trong thành tầm hương đều không thật có. Chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo ấy xa lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Trong đây thật có kẻ tạp nhiễm kẻ thanh tịnh chăng? Thiện hiện thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong đây không thật có kẻ tạp nhiễm và kẻ thanh tịnh. Phật bảo, này thiện hiện, kẻ tạp nhiễm và kẻ thanh tịnh thật không có, do nhân duyên đây nên tạp nhiễm thanh tịnh cũng chẳng thật có. Vì sao vậy? Vì các loài hữu tình, trụ ngã, ngã sở, hư vọng phân biệt, nói có kẻ tạp nhiễm và thanh tịnh, do nhân duyên đây nói có tạp nhiễm và thanh tịnh, kẻ chẳng thấy thật nói có kẻ tạp nhiễm thanh tịnh. Còn người thấy như thật thì biết không có kẻ tạp nhiễm và kẻ thanh tịnh, cũng không có tạp nhiễm thanh tịnh thật sự đè được, vì tất cả pháp rốt ráo không vậy.